Thưa quý vị, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội cùng với chính sách khá hoàn thiện về cơ sở hạ tầng giao thông, nhờ vậy đến nay đời sống của người dân trên địa bàn phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên được cải thiện. Khi đời sống phát triển, bà con lại chung sức, chung lòng thực hiện nhiều công trình thiết thực phục vụ dân sinh. Những công trình liên tiếp được hình thành từ nguồn vốn xã hội hóa đã góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương. Để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa 100% kinh phí xây dựng cùng sự chung sức đồng lòng đóng góp ngày công lao động của người dân. Và mới đây, sau thời gian thi công hai công trình cầu dân sinh và tuyến đường dân sinh tổ 5, tổ 6 thuộc khóm Tây Quầy 3, phường Mỹ Hòa được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo niềm vui và sự phấn khởi cho mỗi người dân nơi đây. Những cái đợt gọi làm cầu đó, thì cái khóm, phường cũng như quy động này kia nói với cùng bà con hai tổ 5 và tổ 6 đó, đang sẵn mình làm con lộ luôn. Nó thì cũng như nhân dân và chính quyền địa phương cùng làm. Thì cái đường này làm nó từ khi xong tới giờ bà con phấn khởi lắm. Coi như là giao thương đi tới luôn nó cũng thoải mái nữa. Qua những cái cuộc họp tổ, họp dân tuyên truyền thì ban khóm cũng đã triển khai đến các hộ dân người ta nắm là cái con đường này là do bà con đi và phát triển trong cái thôn mình, trong cái xóm của mình để cho con em của mình đi tới đi lui trong cái mùa mưa thì nó được thoải mái hơn, nó an toàn hơn. Thì qua cái triển khai họp dân thì dân cũng hết sức đồng tình. Cầu dân sinh phường Mỹ Hòa nối liền khóm Tây Quầy 3 với tỉnh lộ 943 thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn có tổng chiều dài 26m, bề rộng mặt cầu 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép có tải trọng 2 tấn với tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Tuyến đường dân sinh tổ 5, tổ 6 có chiều dài 240m, mặt đường mở rộng 2,5m, có tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Đây là các công trình mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu hàng hóa của bà con, mà còn góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Bà con chúng ta đã cái chung tay vào đóng góp, người thì có của thì đóng góp bằng tiền để rồi mua vật liệu xây dựng, rồi có những người thì khó khăn thì người ta đóng góp bằng công. Điều là cái xã hội quá là người dân thực hiện 100%. Chính vì vậy thì bộ mặt cái nông thôn của phường Mỹ Hòa hiện nay thì các bạn cũng thấy là cái hệ thống giao thông cầu được bê tông hóa, hầu như là 100% đều được bê tông hóa. Và những cầu bê tông mà hiện nay nó nhỏ thì được mở rộng và nâng cấp thêm luôn. Thì đó là để làm sao cho nó tạo ra cái sự phát triển kinh tế xã hội sau này. Giờ đây, ước mơ về những con đường láng nhựa và cây cầu mới kiên cố nối liền đôi bờ của người dân trên địa bàn đã trở thành hiện thực. Mọi hoạt động đi lại giao lưu hàng hóa của người dân trong và ngoài vùng được thuận tiện hơn. Các em học sinh không phải lo đến trường khi mùa mưa đến. Và hơn hết, đây còn là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngày thêm khởi sắc.